Chị Lân xin trân trọng giới thiệu, đây là chiếc đồng hồ Rolex với thiết kế mix giữa thép và vàng hồng Rogol, vàng đặc trưng Evergold của hãng Rolex. Một trong những đặc điểm nhận diện từ xưa đến giờ của thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới Rolex, đó chính là cái vành bezel này. Vành bezel này là vành trải tia có khía, cho nên là đây là một cái công nghệ của hãng Rolex. Và Kỳ Lân cũng có ra đời một chiếc nhẫn Rolex của mình cũng công nghệ như thế này, cũng chạy tia như thế này. Nhờ vào thiết kế chạy tia và kỹ thuật máy móc chuyên nghiệp hiện đại, nên là cái vành chạy tia này khi mà mình đeo, mình cầm, mình di chuyển trong điều kiện môi trường ánh sáng khác nhau thì sự chiếu lấp lánh nó sẽ liên tục khác nhau, lấp lánh rực rỡ luôn. Hai chiếc. Và đây là những cái cần thiết, cần có của một chiếc đồng hồ new, đặc biệt là một đồng hồ chính hãng Rolex. Thế này là thế hệ mới, có tính năng NFC, và mình đưa vào điện thoại thì ngay lập tức nó sẽ nhận diện, truy cập trực tiếp vào website. Một chiếc đồng hồ Rolex chính hãng, thằng new mới thì sẽ được hãng bảo hành 5 năm. Đây là một chiếc đồng hồ mới được bảo hành 5 năm. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.